lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế của các công trình kiến trúc nổi tiếng nhất tại đất nước Italia thơ mộng. Đơn giản mà sang trọng, nhẹ nhàng mà cuốn hút. Dưới bàn tay và khối óc của các kiến trúc sư tài năng, hội tụ và giao thoa của hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây, sôi động mà bình yên, nhộn nhịp mà an lành. Roma Plaza, tọa lạc tại khu đất có diện tích gần 4 hecta trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài, khu vực phát triển kinh tế năng động nhất phía Tây Hà Nội. Roma Plaza sở hữu lợi thế vô cùng đặc biệt, đó chính là trung tâm trục giao thoa của các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Roma Plaza nổi lên như một hòn đảo xanh xinh đẹp, được ôm trọn bởi dòng sông Nhuệ vượt khí trong lành, một biểu tượng văn hóa lâu đời của Hà Nội. Là tổ hợp nhà ở khép kín sang trọng bậc nhất trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài, với thiết kế nổi bật mang phong cách tân cổ điển, tinh tế, sang trọng, lịch lãm và nhận được sự đầu tư tâm huyết của tập đoàn Hải Phát. Với bề dày gần 15 năm kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản, Roma Plaza hứa hẹn sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật đích thực, mang đậm chất văn hóa châu Âu ngay tại thủ đô Hà Nội. Roma Plaza sở hữu khối trung tâm thương mại có chiều dài gần 500m chạy dọc theo trục đường Lê Văn Lương, chắc chắn tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhiều thương hiệu lớn, kinh doanh và quảng bá hình ảnh, giúp cho giá trị thương mại của bất động sản trong khu vực này không ngừng gia tăng. Hệ thống an ninh của Roma Plaza được đầu tư các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo không gian sống an toàn cho cư dân. Khối nhà liền kề bao gồm 39 căn nhà với diện tích ô đất từ 70 đến 170 mét vuông. Khu vực nhà thấp tầng của Roma Plaza bao gồm 20 căn biệt thự với diện tích ô đất từ 200 đến 240 mét vuông. Là sự hòa quyện trọn vẹn giữa thiết kế tinh tế của công trình với không gian sống an lành, góp phần định hình nên phong cách sống thượng lưu của cư dân nơi đây. Được thiết kế tỉ mỉ với nhiều loại mặt bằng khác nhau, 804 căn hộ cao cấp tại Roma Plaza nằm trên hai khối tháp cao 25 tầng, đa dạng về diện tích từ 70m2 đến 130m2, với phong cách nội thất hiện đại, tiện nghi, đảm bảo cho bạn mỗi phút giây tận hưởng hạnh phúc bên gia đình sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Với các hộ gia đình có nhiều thế hệ, để đảm bảo việc chăm sóc chu đáo cho thế hệ ông bà mà không làm mất đi tính riêng tư của các cặp vợ chồng, thì lựa chọn loại căn hộ penthouse hoặc duplex sẽ là một lựa chọn vô cùng phù hợp. Đặc biệt hơn nữa, chủ đầu tư dự án cũng dành một diện tích đất riêng biệt rộng tới 2.000 m2 ngay tại trung tâm dự án để xây dựng trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ có vậy, Roma Plaza còn là một trong những tổ hợp nhà ở được tích hợp nhiều tiện ích sống nhất, với trung tâm thương mại hiện đại, khu vực vui chơi giải trí, siêu thị, các cửa hàng tiện lợi, các nhà hàng ẩm thực, khu vực tập luyện và chăm sóc sức khỏe như phòng tập gym, spa, massage và đặc biệt là bể bơi ngoài trời đẳng cấp với không gian ngập tràn màu xanh. Roma Plaza cũng là một trong số ít các dự án sở hữu diện tích để xe rộng rãi với 3 tầng hầm. Chí Minh tựa Nhật, đắc địa thuận thời, nơi trời đất giao hòa tạo nên nguồn năng lượng bất tận. Roma Plaza khơi nguồn mạch sống thịnh vượng.